Bất sản về kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất cực kỳ đẹp anh chị ha. Với ngang mặt tiền đường xe ô tô xe tải là 23 m, chiều sâu là 130 m chị nha. Lên tổng diện tích là 2.965 m² nha anh chị. Đất mình hiện tại là đất cây hàng năm khác anh chị ha. Cái hướng đất mình đây là hướng Bắc, anh chị nào mà hợp phong thủy, coi tuổi, xây nhà ở hay là làm kho xưởng, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Nếu anh chị ở xa ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, về tới đất mình là 65 km là tới anh chị nha. Đường rất là dễ đi anh chị. Còn nếu anh chị ở gần đây như là thành phố Mỹ Tho anh chị, mình lên tới đất của mình đó là 12 km là tới rồi. Đó, anh chị có xe ô tô, xe tải gì đó, mình tới vị trí đất của mình luôn anh chị nha. Đây là cái vị trí nè. Còn ở đây mình đi chợ anh chị, ở đây thì có cái chợ gần nhất ở đây là kêu mà chợ Tạm. Mình đi thẳng trước đường nhựa này nè, khoảng là 500 m. Đó là ngay chỗ gốc cái tư đường nhựa luôn. Ở đó thì buổi sáng thì bán cũng đầy đủ như rau, củ quả, thịt cá, đầy đủ hết nha. Nhưng mà chợ Tạm thôi chứ không có lớn. Còn nếu mà anh chị đi chợ lớn nằm ở đây là kêu bằng chợ Long Định, nằm ở vị trí quốc lộ A anh chị, là khoảng là 2 km mới tới chị nha. Ở đó thì có rất là nhiều tiện ích như là trường học nè, ủy ban, trạm y tế, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác anh chị ha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chạy từ cái đường nhựa này. Đường nhựa này kêu bằng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chị ha. Đó, mình qua cái đường đa này nè chị. Đây. Đó, mình chạy thẳng một đường đa này thôi là bắt đầu là tới đất của mình đây. Cách khoảng là 400 m thôi chị ha, mới tới đất anh chị nha. Để em chạy từ từ cho anh chị mình tham quan đường xá và hàng xóm luôn chị nha. Rồi, em xin mời chị nha. Cái đường nhựa đó anh chị đi thẳng hoài luôn là một cây hai số là tới quốc lộ A anh chị ha. Nó một cái đường thẳng vô xong rồi quẹo trái ra đường đa này, bắt đầu là tới cái vị trí đất của mình cần mua anh chị nha. Quay rất là kỹ từng chi tiết, nhiều lúc anh chị ở xa cũng nắm được thông tin chính xác để mình về sắp xếp về đây mình coi đất đỡ mất thời gian anh chị. Đây, nhà cửa giờ rất là đông, bây giờ không có vắng anh chị nha. Đất mình thì giáp với cái kinh khoảng là 10 m anh chị ha. Rồi, mình đã tới vị trí đất anh chị ha, để em đậu xe lại em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Trước thì em chỉ đất, em chị quay qua cái kinh trước cho anh chị mình thấy rõ ha, rồi xong rồi em sẽ vô đất cho anh chị nha. Để em đậu xe lại cho anh chị nha. Đây, ở đây thì mình có một cái kinh khoảng 10 m anh chị. Để quay xuống cho anh chị xem. Cái kinh này thì đi ra chuyển ra tới sông Nguyễn Tấn Thành anh chị, là kêu bằng sông Kinh Sáng á, là khoảng là 1 km là tới chị ha. Đây, cái sông rất là rộng chị thấy không? Rất là mát mẻ, rất là bình yên anh chị ha. Đó, ở đây thì anh chị có thể mình giải tỏ, khúc này mình trồng thêm một số cây trái nè, bỏ một số cây tràm anh chị, như là dừa, mít mình đặt thêm vô để nhiều lúc mình sử dụng ở đây. Đó, cho trống trải mình không làm cái chòi cái khu vực ở bên kinh này anh chị. Đó thì mình làm cái chòi tre đó anh chị, chiều chiều mình ngồi ra chơi hay là ngồi hóng mát hay là ngồi uống nước trà đó, rất là được anh chị nha. Còn nếu chị đi thẳng đường đa này á thì là anh chị về Long Định, về Tam Hiệp, về Tân Phước anh chị ha. Đó, rất là nhiều đường đi. Trước màn hình mình nó có góc ba tư á chị, ngay cái cầu đó là đường, đó là khi bằng đường đan Quỳnh Cung Ký đó, mình thông rất là nhiều đường chị nha. Thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị, thì ở đây thì có cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á đó, anh chị đi thẳng đường này là khoảng là 3 km nữa là có cái đường dẫn xuống là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đó, mình chạy vô đây là rất là gần. Còn nếu mình chạy đi quốc lộ A thì xa hơn chị nha. Rồi, để em chỉ ranh giới cái đất cho anh chị và cô chú mình nắm ha. Đây, đất mình đây anh chị, từ cái trụ bê tông bên tay trái màn hình anh chị, nó bị thấp cho anh chị xem nè, gắp ganh đi cái nhà kế bên
đó, qua bên tay phải mình là 23 m anh chị ha. Chiều sâu á thì là 130 m anh chị, chiều sâu rất là dài anh chị nha. Trên đất mình thì không có gì đặc biệt chị ha, hiện tại thì không có trồng cây ăn trái gì hết chị nha. Hiện tại thì đất mình là đất trống và có một cái ao nuôi cá ở phía sau. Ở đây thì khu vực trên đây anh chị cuốn nền lên, mình cắt cái nhà ở khu vực này anh chị ha. Còn phía sau thì mình làm cái ao đó mình nuôi cá, còn hai bên đó mình trồng trái cây. Ở đây thì Long Định anh chị thì trồng rất là nhiều được trái cây như là sabuche, bưởi, mít, dừa và rất là nhiều cây trái khác chị ha. Rất là phù hợp, trồng loại trái cây nào cũng được anh chị nha. Qua tới cái tụ bên tay phải đây anh chị, đất mình đi thấp hơn cái đường đa nó xíu anh chị. Đây, qua tới cái bờ đây anh chị ha. Đây, cái bờ bên đây thì chủ kế bên cũng xây gạch lên anh chị ha. Cái này là người nửa bờ đó, đang quay rất là kỹ từng chi tiết cho anh chị thấy rõ cái đất của mình cần mua anh chị nha. Để quay lại cái mặt tiền 23 m một lần nữa cho anh chị xem nha. Đây, mặt tiền cũng khá là rộng chị ha. Rồi em sẽ đi vô đất để cho anh chị hoặc cô chú mình tham quan ở bên trong nha. Gia chủ ký gửi giá bán anh chị là 2 tỷ 750 triệu chị ha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị nha. Với ngang là 23, chiều sâu là 130 m, lên tổng diện tích đó là 2.965 m² anh chị ha. Đó, khu vực này thì mình bơm cát lên, mình cuốn nền xây nhà giống ở kế bên chị ha. Lúc trước á thì đất cái nhà đó anh chị thì cũng giống như đất bên đây thôi, thì cô chú nó cũng mua cũng cất cái nhà anh chị thấy không. Mới đây là cũng gần quay qua lại cũng năm mấy rồi đó, trồng dừa trồng mít rất là tốt chị thấy không. Đất mình rất là dài anh chị ha, dài 130 m anh chị. Bất động sản Đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị nào có đất nền, đất công, đất dương, đất mẫu á, thì liên hệ số điện thoại giống hình nha. Bên em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đây chị, phía sau đây nè. Tại vì móc cái ao nuôi cá chị nên hai bên clip rất là cao chứ không có thấp anh chị ha. Em quay không gian rộng cho chị xem. Đây, đất mình bằng cái mí vườn mít và dừa bên tay trái chị ha, chiều dài bằng nhau đó chị. Đây là một cái ao nuôi cá. Tài chủ này thì cũng lớn tuổi chị, cô chú này không có canh tác đó, giờ thì không có ai làm đó chị nên cần bán anh chị ha, gấp anh chị nha. Cái ao cũng hơi rộng anh chị ha, này mình nuôi cá là rất là tuyệt vời rồi. Để qua cái clip bên đây cho anh chị xem luôn. Đây hàng xóm của mình đây, nhà cửa ở đây thì cũng rất là đông. Ở bên đây cỏ rất là nhiều anh chị ha. Ở đây thì anh chị đi ra cái quốc lộ A thì có một cái đường nữa là anh chị đi bên tay phải đây nè, có đường ra nè chị. Ra đó là khi mà đường Quỳnh Công Ký anh chị, đi này thì gần hơn khoảng là 1 cây rưỡi số ha, còn đường kia khoảng 2 cây số mới tới chị nha. Rất là dài chị ha, để em quay gần lại cho anh chị mình thấy rõ nha, tại vì rất là dài. Đây, để quay kế bên cái vườn cho anh chị xem thấy không. Ở đây trồng trái cây rất là tốt, nó mới có năm mấy 2 năm anh chị thôi, rất là tốt. Rồi để em zoom gần lại cái ranh giới cuối cùng luôn cho anh chị mình thấy rõ nha, tại vì em đi dạy tới đó thì anh chị xem mất thời gian quá, để em quay gần lại cho anh chị thấy rõ cái ranh giới cuối cùng luôn cho dễ. Tại vì đất mình nó thì không có gì đặc biệt, không có cây trái gì hết vậy đó chị thấy không. Phía sau cái đuôi đất mình nó thì có cái hàng rào anh chị, rào kéo lưới khoảng là 2 m vậy thấy không. Đó là ranh giới cuối cùng của cái đất của mình anh chị nha. Rồi để em quay lên trở lại cho anh chị xem cái mặt tiền lại nha. Ở đây thì anh chị về mình cắt cái nhà đây ở chị, còn phía sau đây mình lên clip 2 clip này ha. Còn cái mương giữa thì nhất là anh chị nuôi cá đó, để mình kinh doanh buôn bán cũng được, tại cái ao rất là rộng. Còn không mình nuôi cá để dùng đó, mình lấy nước mình sinh hoạt luôn. Còn cái kinh anh chị thấy rồi đó, thì mình đặt cái cống lấy nước ra vô tưới cây, hay là mình sinh nước sinh hoạt cũng rất là tiện chị nha.
Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái miếng đất nằm ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 2.750.000.000 chị ha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Hiện tại đất mình là chưa có thủ cư nha. Còn nếu anh chị lên thổ cư á, thì bên em hỗ trợ cho anh chị và cô chú mình lên thổ cư ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em một like, một chia sẻ, một nút đăng ký với màn hình nha, để tương tác của em, để bên em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho chị nha. Em xin chúc khách hàng được dồi dào sức khỏe ha, làm ăn được phát tài phát đạt nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.